Bây giờ mà đi một cái nhà mà các bạn nhỏ, nếu mà bạn trả lời đúng á, mình sẽ tặng cho bạn đó một cái râu nha mọi người, một cái râu bướm nha. Ok không? Bạn chủ nhà đó chọn đúng nha mọi người. Rồi bạn này cũng đúng luôn. Ok, chúc mừng, đúng có quà nha. Rồi bây giờ mình gửi quà cho bạn phụ trước nha mọi người. Ok các bạn, thì hôm nay tôi lại đột nhập vô ạc của vợ tôi mọi người. Thì đột nhập nó vô để làm gì nha. Bây giờ các bạn thấy không? Hiện tại là cái gọi là không khí Noel, không khí Giáng sinh đã tràn ngập trong bà lấy túi ghê đợt rồi các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Tiết rơi được cái kiểu nè. Rồi, hôm nay mình sẽ gọi là đột nhập vô ạc vợ mọi người, và mình sẽ đi phát quà nha mọi người, mang đi phát quà cho các bạn nha. Nhưng mà đặc biệt nha, ở video này á, mình sẽ gọi là phát quà cho mấy bạn nữ thôi nha. Mấy ông nam đừng có ghen tị nha. Ở video này mình sẽ phát quà cho mấy bạn nữ đi, ở video sau mình phát quà cho mấy bạn nam, ok không? Bây giờ mình phát quà ngẫu nhiên nha mọi người, nhưng mà ở mấy bạn á, gần cuối video á, kiểu vậy á, mình sẽ phát một món quà đặc biệt cho bạn đó nha. Rồi thì đi thôi. Rồi trước khi đi thì bây giờ mình sẽ thay đổi trang phục cho vợ mình nha mọi người. Đây thì mình sẽ mặc cái trang phục liên quan tới không khí Giáng sinh xíu đi mọi người. Ghê nha. Gọi là người đi phát quà nha mọi người, đi phát quà Giáng sinh nha các bạn. Ok đấy, đi vô tẹt trong nhà nha mọi người nha. Nhưng mà đặc biệt là mình chỉ lựa mình phát quà cho những bạn nữ thôi nha, mấy bạn nam đừng có ganh tị nha. Nhưng mà để coi tôi phát những gì nha mọi người. Đây rồi, mình thấy một đối tượng các bạn tên là Rosie nha mọi người. Thì chắc chắn là bạn này mình nghĩ là chắc là bạn nữ rồi, 99% là bạn nữ rồi, nhưng mà không biết phải không nha các bạn. Đâu là ta, chủ nhà đâu ta, cho chủ nhà 10 sao nè. Ủa chủ nhà khoan, để gặp chủ nhà cho sao rồi đấy, người ta đuổi mình ra sao các bạn. Chủ nhà nè, trời đất ơi, người ta là người ta đứng đây luôn mà sao tôi không thấy ta, cái gì vậy? 99% là bạn nữ rồi nhưng mà không biết phải không nha các bạn. Ủa rồi cho chủ nhà 10 sao nha, cho chủ nhà một team luôn nè. Hello, để tôi làm quen với bạn nữ này coi. Hello bạn. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Rồi, bạn này vẫn treo đi ăn cơm gì mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang nhà bạn khác nha, bạn nó treo đi ăn cơm rồi các bạn. Rồi, tiếp theo là mình vô nhà của bạn Phương Thảo nha mọi người nha. Mình vô nhà của bạn Phương Thảo nè. Bạn Thảo ơi, bạn có nhà không? Mình thấy một cái nhà trống trơn vậy chạy. Sao cái nhà trống trơn vậy? Hình như là có cái ghế đây nè. Bạn mới tắt tiệc hay sao mọi người? Nãy mình thấy mở tiệc mình mới vô mà ta sao mình không cho sao được các bạn. Chủ nhà ơi, chủ nhà đâu mọi người nha, để tôi coi chủ nhà còn trong nhà không các bạn. Chủ nhà vừa đi ra ngoài luôn các bạn ơi, cái gì kỳ vậy? Không được, thôi tôi vô nhà bạn khác, các bạn vô nhà của bạn bạn Dương nha mọi người. Đó, hello Dương. Cái gì vậy, tính thi cuộc thi thời trang qua hậu nó thấy gì? Ghê, hai đổi đồ cắt tóc dữ người ta. Tôi cho 10 sao đó nha bà. Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn cho mình hỏi một tí được không? Bạn cho mình hỏi một tí nha. Đâu rồi trời, sao bạn này hỏi không trả lời vậy? Trời ơi, thôi mọi người, bạn này bạn bơ mình, các bạn tính phát quà cho bạn mà bạn không trả lời. Thôi đi sang nhà người khác nha các bạn ơi. Đây rồi, mình đổi nhà các bạn, đổi nhà mình vô nhà bạn Kim Yến nha. Hello Kim Yến, bạn nữ ơi, bạn gái ơi, bạn nữ ơi. Hello, đi câu cá gì trời, tôi chào bà nè. Bà ơi, bà chào tôi đi. Đúng rồi, cho bà 10 sao trước luôn nè. Bạn ơi, mình hỏi bạn một câu hỏi được không? Rồi vậy mình hỏi nha. Đố bạn chứ ngày Noel là ngày mấy? Không biết nữa. Cái gì vậy trời, sao bạn này không biết mọi người? Ủa, không biết hả? Trời ơi, không biết thôi, mình cho bạn một cái món quà nhỏ nhỏ nha các bạn. Tính ra là mình cho một món quà lớn hơn mà tính ra ngày Noel mà bạn không biết hả? Rồi, tặng cho bạn món quà ăn ủi luôn nha. Rồi, tặng cho bạn luôn. Ok, tặng rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang nhà của một bạn khác nha mọi người ơi. Rồi, mình vô nhà của bạn Hân nha mọi người. Mình vô nhà của bạn Hân rồi nha. Bạn Hân ơi, cho mình chào cái nè. Cho mình chào cái bạn ơi. Hình như bạn này chuyên gia mở hộp hay sao các bạn ơi? Đúng. Chào bạn hả? Bạn này là nam mà. Bữa nay tôi muốn gửi những món quà đó cho những bạn nữ mà sao bạn nữ này không có thèm trả lời tôi các bạn ơi. Các bạn sao ấy? A few moments later. Chào bạn, bạn hello nè. Bạn hello mình mọi người ơi, bây giờ mình hỏi bạn nha. Bạn ơi, cho mình hỏi bạn một câu hỏi được không? Được mọi người ơi. Hồi nãy là mình có hỏi là ngày Noel thì có lẽ là chắc bạn không biết. Bây giờ mình hỏi ngày Giáng sinh nha mọi người nha. Đố bạn chứ ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy? Trả lời đúng có quà nha. Trả lời đi. Ngày 25 tháng 12. Yeah.
Ok, chúc mừng bạn nha. Rồi, mình sẽ gửi cho bạn một phần quà luôn nha mọi người ơi. Đây phần quà trị giá là 1.800 thì sao nha. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng nha. Gửi cho bạn phần quà đó nè các bạn. Thì đó, thì cái đó là những phần quà gọi là mới thôi mọi người, mới nha. Để rồi mới khởi đầu thôi. Mình tặng cho bạn một phần quà gì trả lời đúng đó, bạn có xem chưa? Bạn có xem chưa nè. Cảm ơn bạn. Rồi, bạn này bạn thấy nha mọi người nha. Rồi, mình sẽ đi nha. Rồi, đi sang nhà tiếp theo nha. Đây rồi các bạn ơi, mấy bạn thấy không? Tỷ tên là Nguyễn Thị Trúc Linh, là biết tên là con gái đúng không? Không thể nào mà là con trai được. Hello bạn. Hello. Cho bạn 10 sao luôn nè. Cho tới 9 sao với. Rồi cho rồi nha. Ok. Bạn ơi, cho mình hỏi một câu được không? Để coi hai bạn này nếu mà hỏi được thì tôi trả lời cho phần quà hai bạn luôn nha. Ok. Đố bạn chứ ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy nè. Cười vậy trời. Tự nhiên cười. Lại biết trả lời không? Không nhớ. Lại một người không nhớ đâu rồi, nó chịu rồi. Ấy, bạn này trả lời đúng nè các bạn. Rồi. Yeah. Chúc mừng bạn nha. Rồi tặng cho bạn một phần quà luôn nè. Rồi, mình đã gửi quà cho bạn Selena, chị trả lời đúng nha mọi người nha. Rồi, bây giờ thay đổi giải lao bằng cách mở hộp tí nha mọi người nha. Đây, hiện tại là mình nhận được một cái vé combo free nè. Đó, thì với lại là một cái hộp này mọi người. Bây giờ mình mở cái hộp này coi bạn, đố các bạn cho mình ra được cái gì mọi người nha. Bạn nào muốn mình ra xe máy thì bấm nút like cho mình nha mọi người. Đây, rồi. 1, 2, 3, mở ra cái gì đây? Cái gì? Yeah, là một cái lỗ thông hơi nha mọi người. Ủa gì vậy? Ủa là sao vậy trời? Sao xui vậy? Rồi bạn này vẫn chào mình nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi bạn một câu nha. Bạn ơi, cho mình hỏi bạn một câu được không ạ? Cho mình hỏi một câu hỏi được không bạn ơi? Cho sao rồi đó, được đúng không? Ok, giờ mình hỏi nha. Đố bạn chứ ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy nè? Bạn hỏi đi được ha. Đây tôi cho một tim luôn nè. 25 đúng không? Rồi ok. Chúc mừng bạn. Mình gửi cho bạn một phần quà luôn nha mọi người ơi. Rồi gửi luôn nha. Có quà. Sao? Hôm nay mọi người, hôm nay tôi sẽ giống gì gọi là giống gì giả danh bà gì? Ông kia là ông già Noel đúng không? Thì cái này là bà già Noel nha các bạn. Bà già Noel đi phát quà cho mọi người nha các bạn ơi. Ok đấy. Được cái nha. Hôm nay là mình định dự kiến là phát quà cho khoảng đâu đó khoảng 10 người các bạn, nhưng mà hiện tại là hồi nãy giờ đi qua khá là nhiều nhà luôn mà mới phát thì có 4 phần quà thôi. Bây giờ mình sẽ đi phát đâu đó khoảng 1-2 phần quà đó, xong rồi mình tới quà đặc biệt nha các bạn, đi nha. Rồi bây giờ mình đã vô nhà được của bạn tên là nữ phù thủy nha mọi người. Đây, hello chủ nhà bấm thổi mọi người. Bây giờ mình sẽ chủ nhà một tim nha. Đó, hello cho chủ nhà 10 sao luôn nè. Đó, gì hung dữ vậy bà? Hello bạn. Bạn ơi, cho mình hỏi bạn một câu hỏi được không? Ok đúng không? Rồi mình sẽ hỏi nha các bạn. Đố bạn chứ ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy nè? Bạn biết không? Bạn biết ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy không? Cộng 2 tầng là cái gì? Cộng 2 tầng là cái gì? Là sao? Bạn này đang sử dụng cái trang là hỏi một đằng cho là một nẻo sao vậy? Tự nhiên tôi hỏi ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy? Bạn nói cộng 2 tầng là cái gì? Là sao? Bạn này có vẻ như không biết ngày lễ Giáng sinh rồi mọi người. Không biết rồi, ok, không biết đúng không? Mình sẽ tặng cho bạn một cái món quà. Quà ăn ngủ nha. Rồi, có quà ăn ngủ cho bạn luôn. Rồi các bạn, thì sẵn đây mình ở trong nhà của bạn nữ phù thủy nha. Nghe tên là chắc có chắc hay, chắc để hên đó mọi người. Bây giờ mình sẽ mở cái trứng gâu gâu luôn để coi ra là con Reaver không nha các bạn ơi. Rồi mình cùng mở nè. 1, 2, 3, cái con gì đây? Con bò pháp nha mọi người. Ủa gì vậy? Sao gan bò pháp hoài vậy tận? Trời ơi, bây giờ mình ở đây mình còn một cái trứng nữa bạn. Mình còn một trứng nữa, mình mở luôn nha. Mình còn một cái trứng, một trứng bò, một trứng trứng gâu gâu đó nè. Mình mở luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ mở luôn nha. Mong là nhà bạn này hên nha mọi người. Mong là nhà bạn này may mắn nha. Xin cho một con gọi là một con Reaver bên ạc này đi. Bấm nhấp vô đây, nhấp vô đây. Cái gì đây? Kinh chá nè hả? Con chó mặt xệ nha mọi người. Oh yeah. Nó chẹo luôn. Trời ơi, mở hai cái gan chó mặt xệ, gan chó bò pháp trời gì vậy? Chẹo luôn các bạn. Rồi bây giờ mình như thế này nha. Thì hồi nãy giờ mình đi cũng khá là nhiều nhà rồi các bạn. Bây giờ mình đi một cái nhà mà các bạn nữa. Nếu mà bạn trả lời đúng á, mình sẽ tặng cho bạn đó một cái râu nha mọi người. Một cái râu bướm nha. Ok không? Rồi mình đi ha. Không biết bạn nào may mắn lọt cho cái tầm nhìn của tôi đâu mọi người ơi. Mình sẽ lựa một cái bạn cấp thấp nha mọi người. Nhưng mà sẽ là thử nha các bạn. Bạn nào đây ta? Bạn Hà Cuti à. Hãy cho nhà bạn này thử coi như thế nào nha. Nhà bạn này đang hai người nè. Hello.
Bạn hello mình liền luôn mọi người. Bây giờ mình cho sao luôn nha, cho sao trước nè. Bạn ơi, cho mình hỏi bạn một câu được không ạ? Tôi K11 ha, tôi K13 nha. Còn tôi K13 đấy bạn ơi, tôi K13 đó. tôi K13 nha. Bạn ơi, cho mình hỏi câu được không? Ê, tính ra mình sử dụng nhân vật nhỏ nó ok mọi người. Bạn kia được ạ kìa. Bạn kia được kìa, ok, hai bạn được luôn đúng không? Rồi mình sẽ hỏi bạn nha. Cái này mình ưu tiên chủ nhà nha mọi người, cho bạn này trả lời luôn. Nếu bạn này trả lời đúng á, mình sẽ tặng cho một cái chuông. Và chủ nhà trả lời đúng mình tặng một cái râu nha các bạn nha. Còn nếu mà chủ nhà trả lời không đúng thì mình tặng bạn này đúng thì tặng cho cái râu nha. Rồi gửi luôn nè. Đố bạn chứ ngày lễ Giáng sinh là ngày mấy nè? 25 tháng 12. Yeah, bạn chủ nhà đã chọn đúng nha mọi người. Rồi bạn này còn đúng luôn. Rồi ok, chúc mừng, đúng có quà nha. Rồi bây giờ mình gửi quà cho bạn phụ trước nha mọi người nha. Bạn này là khách nha mọi người. Đây mình gửi cho bạn một cái chuông đây. Rồi quà nha. Rồi quà của bạn này thì chắc có lẽ là mình lấy nhạc chính vô nha mọi người nha. Đi thôi, nhạc chính của mình thì đang nằm ở gầm cầu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhạc dở của mình nha các bạn ơi. Đây, đừng vô nhà luôn nha. Tại vì ạc này của mình mới có thổi vàng các bạn. Ạc vợ mình không có thổi vàng nha. Quà cho em trả lời đúng nè chủ nhà ơi. Rồi mình sẽ gửi quà cho bạn luôn nha. Rồi mình gửi luôn các bạn. Rồi mình gửi cho bạn có râu rồi nha. Rồi gửi rồi đó. Yeah, đây. Sao, thấy sao? Được nha, được nha. Nó thấy xinh liền, gắn cái râu vô xinh liền. Trời đất ơi, thấy chưa các bạn? Trời, mình gửi quà cho bạn cái râu nha, ok không? Thì ra chưa, may mắn cho mọi người. Thì đó, thì các bạn cứ chơi game trong tinh thần thoải mái nha các bạn. Biết đâu thì có một người nào đó gọi là trong cái đợt Noel này, sinh Giáng sinh này sẽ đến gửi cho bạn phần quà giống như mình nha các bạn nha. Ok ha. Rồi, thì cái đó là cái phần quà cho các bạn gọi là trong video này của mình. Bây giờ mình cũng sẽ có phần quà cho các bạn xem video nha. Rồi là đó là phần quà là 16 thỏi vàng nha mọi người nha. Hoặc là các bạn có thể nhận cái đâu thì cũng được. Bây giờ mình sẽ vô tiến hành tạo video game cho các bạn nha. Đi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xin nhắc lại cái video game hay các bạn, thì cái video game video này của mình nó sẽ tặng cho các bạn 16 thỏi vàng nha các bạn ơi. Đây 16 thỏi vàng ở đây nha các bạn nha. Rồi thì để tham gia cái mini game bên mình á, bước 1 phải like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nhé, nhấn cái chuông này nhận thông báo sớm nhất nha. Rồi cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên trong game của các bạn nè, cộng với cái ID gì mình, nhớ là phải có ID mình mới tặng quà cho các bạn được nha. Rồi cái bước thứ ba là các bạn comment là nhận 16 thỏi vàng nha các bạn nha. Đó thì cái đó là phần quà cho các bạn xem video nha. Nên ở video nào mình cũng có phần quà cho các bạn luôn, nên các bạn hãy tham gia thường xuyên nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ cái mini game kết bạn nha, thì chắc có lẽ là mình xin kết bạn với cái đợt này kết bạn với ạc của vợ mình nha mọi người. Ạc chính của mình mọi người đã full bạn bè rồi các bạn, thành ra là kết bạn với ạc vợ mình nha. Rồi bây giờ là bạn comment sớm nhất mà muốn kết bạn đó là bạn bạn này nha mọi người, bạn heo 24 tháng 1, các bạn mình sẽ kết bạn với bạn luôn nha. Rồi kết bạn với bạn này luôn nha. Ok ha. Rồi đó là gửi các bạn luôn nha các bạn ơi. Rồi bây giờ tiếp theo là chọn ra một bạn may mắn nhận 16 thỏi vàng nha các bạn, để coi bạn may mắn của ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đây bạn nào đây. Rồi bây giờ thì đặt sau là các bạn có muốn mình làm video dạng thế này không các bạn ơi, thì muốn thì để lại cho mình một like rồi đăng ký kênh nha, cảm ơn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn lên tivi để các bạn, lâu lắm rồi mới lên tivi nha, lên tivi thôi, đến hẹn lại lên mọi người ơi, lên tivi nha các bạn. Rồi bên này trước ha, bạn đệ nhất nè ha, bạn gì đây, bạn bé Hân nè, bạn bé bạn Quân nè, bạn Nam Yolo nè, bạn đây là bạn Toàn ở đây đúng tôi ở đây nè, bạn Hora nè, bạn Mochan, bạn Duy Cày Chai nè ha, Hóc Tiêu Sunny nè, bạn 2K11 nè, lớp anh Toàn Hoa nó cái gì vậy, bạn Thanh Trâm ha, bạn Hoàng Nổ nè, bạn cái kính của JT nè, bạn Nguyên nè, bạn Ba Nhạc 6 lần nè, giữ vậy sao, hello ông già nhớ tôi không hả, nhớ mấy thợ á. Hello bạn bé Hân nha, bạn Hero nè, bạn Lily nè, bên này thì có ai ta, bên này thì có Hưng Otako nè, bạn Silo, bạn Chu Ngọc Bích nè, bạn Lily nè, Lữ Dị Sao lâu ngày không gặp hả, anh Toàn đẹp trai nhất hành tinh, hơi xạo quá, đừng nói vậy nha, bạn Đại Tam nè, bạn ha, bạn Hero Thư nè ha, bạn bạn Hân nè, bạn Duy Kè Trai nè, bạn Phan Jun Báo 1 nè, Mây Trắng nha ha. Hello Mây Trắng nha, bạn Hero Thư Mui nè, yêu bạn 1+1=2 bằng Toàn ha, ghê vậy sao, bạn Cua Đơn nè, bạn bé Lùng nè, bạn Trâm nè, bạn Lớp Angel nè ha. Đó, ông già nhớ tôi không, nhớ nha em, tí đi ba hay vậy. Bạn Margin nè, bạn Hân nè, bạn Uyên nè, bạn Trang nè, bạn Bích Trâm nè, nhớ bấm like cho anh Toàn nha mọi người, đúng nha mọi người ơi. Bạn GE5C nè, bạn Nhi nè, bạn LVL nè ha, bạn bé Hân nè, bạn Lily nè, bạn Mèo nè, bạn Như nè, bạn Kim Xuân nè, đó hồi nãy anh thấy có con cua nó mà nó chịu hết nổi nó ra hay sao rồi ta. Bạn nha, bạn Nam Yolo nè, bạn Minh Anh nè, bạn 2K11 nè, bạn Duy Kè Trai nè, bạn Lâm nè ha, bạn Hero Thư nè, bạn Cao nè, cô Xanh hả, bạn bé Hân, bạn cua nè mọi người. Bây giờ lên tivi xong nha, bây giờ sẽ ký tường cho các bạn nha. Rồi bạn nào muốn lên tivi thì bạn vào nhà mình lúc 1 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật nha mọi người nhé.
À, còn bạn nào cũng kết bạn với mình thì mình đăng video vào khoảng 7 giờ tối đó mọi người, thì các bạn lên bình luận sớm nhất để mình kết bạn cho mọi người nha. Có quà hỏi quà nha các bạn đó. Giờ thì gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.